Hi mọi người, Lộc đang có mặt tại Cà Mau và tham gia cái ngày hội bánh dân gian Nam Bộ năm 2021 tại thành phố Cà Mau. Thì hiện tại mình đang chạy đến cái chỗ trung tâm này nè. Ở đây thì là một cái khu để tập trung khoảng 20 cơ quan doanh nghiệp nghệ nhân làm bánh dân gian các tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long, các huyện, các tỉnh của Cà Mau. Cái chuỗi ngày hội này diễn ra vào ngày 20 tháng 4 là ngày hôm nay nè, và nó trải dài đến ngày 25 tháng 4, bao gồm là trình diễn bánh dân gian, ẩm thực đường phố, giới thiệu mua bán các loại sản phẩm truyền thống của các tỉnh thành phố. Hiện tại mình đi đang là buổi chiều, ngày mai là ngày giỗ tổ Hùng Vương nên mọi người được nghỉ, cho nên chiều hôm nay rất là đông những du khách đến tham quan. Có thể là những du khách ở các tỉnh khác đến thăm cũng có luôn rồi mọi người ha. Bánh dân gian là loại bánh xuất xứ từ cộng đồng, có tính truyền thống. Trong quá trình phát triển có thể được biến tấu, làm mới nhưng mà phải phù hợp với văn hóa ẩm thực của người dân. Cụ thể, nguyên liệu bánh là những thực phẩm ngũ cốc, rau quả, đảm bảo nguồn gốc, an toàn vệ sinh thực phẩm. Với phương châm tiết kiệm và sáng tạo trong sử dụng nguyên liệu, các loại bánh dân gian được chế biến với những hình thức đẹp, thể hiện cái đặc trưng của địa phương, vùng miền. Ngoài các quầy bánh truyền thống thì còn có những cái quầy của những cái đồ ăn ăn liền á mọi người, như những cái đồ chiên. Mọi người có thể sau khi ăn bánh ngọt xong mình vừa xuống đây mình thưởng thức những cái món mặn cũng rất là ngon nha mọi người. Sau khi ăn phía bên ngoài xong, bây giờ chúng ta sẽ di chuyển vào cái khu vực bên trong. Khu vực này là khu vực trình bày những cái món ăn của những cái huyện ở tỉnh Cà Mau và những cái tỉnh khác nữa mọi người. Những cái món ăn trong khu vực này là thể hiện những cái đặc trưng của từng cái vùng miền. Cho nên mọi người sẽ thấy ở từng cái vùng miền sẽ có những cái món nó đặc trưng khác nhau. Thank you.
lá mít. Phần này là lá dừa mình cuốn lại rồi nè. Thì ta cắt lá dừa, cắt miếng lại. Ô, cái này cũng ngon ngon à. Này phải ông này phải làm tôm gà, tôm trứng chứ phải mình mà. Đây là bánh tre là cái này trồng là bánh này nè. Rồi, tao lên tao làm cho tao xin bài cho mày. Còn đây là cái khu vực cuối cùng để bán những cái món đồ hàng ngày hoặc là những cái đồ mình có thể mua về làm quà cho mọi người. Thì sau khi ăn uống xong thì các bạn có thể đi xuống đây dạo một vòng. Đây là cái khu vực ở phía ngoài của cái hội chợ thì sẽ có những cái tiểu cảnh để cho chúng ta có thể chụp hình lưu niệm. Mình thấy rất là nhiều những cái bó rơm nè, những cây cầu và những cái mái nhà tranh để thể hiện cái những cái đồng quê, những cái quê hương, cái gì cũng quê hương mình đó mọi người. Ngày hội bánh dân gian Nam Bộ là hoạt động giúp cho chúng ta trải nghiệm văn hóa ẩm thực Nam Bộ, đặc biệt là các loại bánh dân gian. Chúng ta có thể tìm hiểu văn hóa truyền thống dân tộc,
nhất là các loại bánh dân gian truyền thống của người dân Nam Bộ nói chung và người dân Cà Mau nói riêng. Tạm biệt mọi người, nhớ bấm like và đăng ký để xem thêm nhiều vlog mới của mình mỗi tuần nha.